ဒီဘက်နာယောဂါကိုဆရာမအတိုင်းအဆင်းနဲ့ကုသမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုကုထုံးနေအတော်လူပြရမယ်ဆရာမဒီဘက်နာယောဂါတော့ဒီကတော့တောက်စီပါသမီးတို့ကတော့တောက်စီပေးတယ်ဟောဒါဒီဘက်နာယောဂါအခုအကြောင်းခံတဲ့ပုံမူဒီတော့အဘူးကြောင့်လားအေးကြောင့်လားပိုးကြောင့်လားဒါအရောဂါခံကြောင့်လားဒီလိုအကြောင်းခံမှုမူဒီပြီးတော့တောက်စီရတယ်မတူဘူးပေါ့ဒါတောက်စီပေးတယ်ပေါ့သမီးရဲ့ ဖန်ဆက်နေပြည်သက်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်တိလိုရမေတိုင်းစေးစီစဉ်ကနေပြန်လဲစိုးစိုးလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ပြည်သက်တွေမင်းမြန်ထားတဲ့စက်မှန်အကြောင်းအရာတွေကိုဆွေးနွေးပေးသွားမှာတော့တိုင်းစေးပညာရှင်ဆမတော်ဝင်မမပဲဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဆမမင်္ဂလာပါသမီးโอเคသမီးတို့အတိလိုရမေတိုင်းစေးစီစဉ်မှာအခုလိုလာရောက်ဆွေးနွေးပေးရဆမအကြီးစုတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါသမီးအကောင်းပိုင်ရှ
ตัวเดียวอยากได้กรรมฉันได้ยามาเจียจับผู้มาเจียจัดได้ยาตายีเรียอันนี้มองนี่ตัวเดียวมาตัวเดียวอยากได้กรรมฉันได้ยามาเจียจับผู้มาเจียจัดได้ยาตายีเรียอันนี้มองนี่ตัวเดียวมาอันนี้มองนี่เป็นลาภิสมารู้ว่าเสียเสียดีบ่เนาะเสียดีเสียจีสาจีตัวนี้เสียเสียดีมาสุขบ่งนั่นแหละกรรมลีบันนายโยกับเช็ดได้ถ้าเราสาสานเนี่ยใส่หน้าบริแล้วก็จะรออุปุเอุปุเอส่วนเนี่ยเสียมารู้ว่าไอ้ยังใจเดือดรุ่นนั่นก็เอโก้เนี่ยมาเมียนี่เดือดรุ่นช่วยลงว่ามาช่วยเดือดรุ่นเราคุณแล้วลูกสาวเนี่ยเดือดรุ่นที่ลูกมีอยู่ในมาเลยลีบันนายโ
sĩ đều ra bị sa mẹ họ chỉ lựa chọn lấy sa sa đấy, nhưng mà chế cái chế cái đấy sa sa đó cao nhiên nó đảm bảo được, họ sĩ đem nó đi lựa chế cái đấy sa sa đấy mà sao, nào chỉ lựa đấy sa sa bỏ, chỉ lựa đấy sa sa đấy sa mẹ, nào cũng vậy đó, dễ chơi cả mà lại liên nào yoga sĩ đều lựa, qua liên nào yoga sĩ đều liên nào yoga bùng một số chuyện một số lối chuyện, nhân này dễ chơi cả mà nhân này ngã này nào bằng, chỉ mình chơi bọn nó ngã này chỉ bằng mà dễ chơi, nhân này một chỗ dễ chơi cả nhiều nào ấy khăn nó làm nhiều, thì luôn luôn đi lại liên nào yoga bổ sung này, nào sa sa chơi, hoàn toàn cái sa lô tuy không sa lô, thì luôn sa sa đi sa mẹ xuống này, liên nào yoga bổ sung này đấy, ok xem, luôn luôn sa sa đi luôn sa bị sa bị làm này xem. Thì bên này yoga con nào xem mà biết được chế luyện chế luyện sao được sao bị bị sao mà nào yoga này nói xong nó dễ yêu yoga nào đi này nói xong nó dễ yêu thì bỏ dễ yêu được dễ yêu thì được đan đan yoga được đan đan thì được thì lúc sao sao được sao bị bị sao mà nào ngày hôm đi yoga này thì bên này yoga cao này thì ngày hôm đi yoga đâu đã bỏ nó thì làm được sao luyện đấy ở đây này nói xong nó hoàn toàn là sao mà bài đấy gì cũng mà bài đấy chết đã sao luyện đấy nào xây đã sao luyện đấy cao nó rồi đó thì bên này yoga qua rồi thì bên này yoga chế đã cha này vì yêu sẽ đi lấy anh này vì chỗ đi lấy anh ấy nói xong nó xây yêu số biểu quá xây yêu số biểu quá là chế nó chết toàn yêu thay lối rồi và nó xây yêu số biểu thì mà chế nó chết toàn yêu thay lối rồi sao mình thay lối rồi bọn nó rồi xây yêu số biểu tao đã rồi đã đi bên này yoga cho cao nó đã sai biểu mà bọn này không cái xem đi bên này yoga xem mà trai xin này cú đam mê xong rồi cú thấu này toàn yêu biểu mà xem thì bên này yoga đó đi cả là tao xí bọn mình đó tao xí bi đấy rồi đã đi bên này yoga bu trong khăn này bọn mình đi đó bu trong là y trong là bu trong là đã yoga khăn trong là đi lối trong ngày bọn mình đi bi đó tao xí là mới trừ bọn đã tao xí bi đấy bọn mình đó là cái thật sao thế sao mà số xem mà đó, ô xem mà lúc xí cả mà là đấy, lúc nào đấy xuống thế sao bị đấy xuống, ta như tôi mới xuống nó sang lại bắt chết xí bỏ, liên bên nào tôi mà xuống nó, ta hiểu gì chết xí bỏ, ở đây ta cha yoga này, tu yoga, yêu lúc mấy lần gì đi chết xí đi luôn, tu yoga lại chết xí đi bị đấy, đi chết xí luôn xem mà đó, ô bên này tao bảo số làm như thế, thế sao này này bị đau bỏ, ta thế sao bị cú đau bỏ đi, à lúc qua đó lên gì bỏ, à lúc qua đó chui bao na, liên bên nào yoga tôi mà xuống nó xem mà đó là sinh nguyện
liban này yoga ta đa sinh mẹ cho đến nè bố quá và sinh nguyện bằng khen bì đấy rồi tao sinh bì đấy linh sinh bì đấy là sinh nguyện bằng khen bì đấy đã sa bì đấy bố mẹ không cái xem liban này yoga trẻ đông bên này đã sa được đâu bố làm nhau với bà xem anh đã sa rồi đó con nào ạ xem mà bây giờ đâu tao chế yêu thì bố nó đi cả đó liban này yoga ta mà xong chế yêu thì đã sa bì đấy chế yêu thì chỉ sa đam yêu chỉ được luôn chế yêu thì nè tao thì nè thằng sáng lập bên này sau thì nè chế yêu thì nè thằng lập bên này chế yêu thì chỉ chết đấy đông yêu sa bì hoa chết đấy thằng nào chế yêu thì cũng sau y nè bì đấy chế yêu yêu cũng lập bên sau nè bì đấy bố nhà đó bây giờ đã sa lâu đấy xong chế yêu thì chết xí lâu đã rồi ô ta mẹ rồi xem mà lúc anh đi mà lấy chế yêu thì ô ta bị mua chuối cha đấy sa ô khâu bì hoa sa đấy bố đã rồi lúc này sa đấy xí lúc gì thì bố cha đấy cô cái đó tại mà xa chào em ấy được xa chào đấy bố mẹ này cái đó xem mà lúc ấy yêu thì ô đã sa này lâu mới liên nào đó đông mới xử lý chế yêu thì mình nuôi chế bố nó chế yêu thì mình nuôi chế này sa này mà sa chế yêu thì mình nuôi chế xí 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 này xí bây giờ xí đã bây giờ sa lấy chú này bây giờ đã bên này mà thế này bây giờ bây giờ là bây giờ sáu cái này đại để xóa đó xí mà bảo luôn bố tôi nhớ ở giờ chơi luôn nhà này nhà ông một đám sa này khá chạy nó ô u đây bây giờ quên nó mà xử lý rồi chế yêu thì ô sáu cái này ô khi nào nói về tôi luôn đi làm này sáu cái này đại bây giờ hầu đã thay nhau chơi sa đó mà chế yêu thì đại đại này cái thế giới xong thay nhau cái thế giới đó bà má mới thấy hầu anh này cũng này xem gì đấy mà thay nhau tôi bây giờ xong ở gì đó bây giờ bố quay thà tôi này chế yêu thì tôi bây giờ đang làm bố tôi đại sa lại bố rồi thay nhau này chế yêu thì ô sorry thay nhau này chịu chế chú mẹ chú lưu bị nhau đi trả làm mẹ trả làm xong khi nào chế nhau đi trả vì số đó mà khi nào chế yêu thì anh này đại đại này chế yêu thì anh này cũng chấp bị rồi là còn lưu ra đấy này đại chấp bị rồi sa là bao nhiêu nghe ra sai nó là bao sao tôi xong này xong đi sa lưu ra đấy tôi lưu để chơi này nên chơi đi sa lưu ra đấy là sa này của ta sa mẹ bao nhiêu chỉ nhau nhau tao ဟုတ်ကဲ့ဆရာမဘုလိုမျိုးများပဲပြင်ဆရာမကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါတယ်ဒီနေ့ညီမတွေဝန်ဆိုင်နေရာနေတင်ဆက်ပေးခဲ့တာတော့အကောင့်ပိုင်ရှင်မာလာမြင်းများထားတဲ့၄ဘက်နာယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်အစီအစဉ်တွေမှာဆိုရင်လည်းပရိသတ်တွေတည်တဲ့ဇမိုင်းအကြောင်းအရာတွေကိုမမမြင်းမြန်ခဲ့လို့ရပါတယ်ဝန်ဆိုင်နေပရိသတ်များအားလုံးပဲယောဂပြားကြီး
ဒီနေ့ဆင်းဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေအောင်ပါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်ဆက်ဆောင်ကြည့်အားပေးကြဖို့မမေ့ကြပါနဲ့အောင်ရှင်ဝမ်းချက်နေရဲ့ပရိသတ်များအားလုံးလည်းရောဂါပြားတွေကင်းဝေးပြီးတော့ကာယပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နေကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။